Có nhiều bà hỏi tôi, giờ muốn thay kính cận mới thì nên đi đâu? Để tôi đề xuất cho mấy bà chỗ này, mua kính không cần nhìn giá luôn. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Đi đúng ngay cái hôm mà tuần lễ khai trương của brand HMK, cho đọc cái tên thân thương là HMK nha. Được cái tính nết của tôi cũng lười, nên là có brand mắt kính nào mà gần nhà thì mới đi. Đây cũng là chi nhánh thứ 26 mới mở luôn. Công nhận bây giờ cái đường lên bệnh viện xịn quá ha. Cái gì cũng có đủ cả. Từ bên ngoài thôi là đã thấy không khí của khai trương rồi. Một cái bàn để đầy ắp quà, cái kính cái để nhận quà nè. Được cái kính mát với lại cái quyển sổ. Còn bonus thăm ly trà sữa Phúc Long nữa. Cộng cho 10 điểm chu đáo nha. Bên ngoài là đá náo động như vậy rồi, thử vô bên trong xem sao. Trời nó đông xỉu luôn. Mà toàn nam thanh nữ tú. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đâu cũng thấy người hết trơn á. Nhưng mà không sao. Đã được bù đắp lại bằng những cái deal siêu hot này. Gọng kính một cái cách kèm chồng. Mấy cái chồng ở đây nhìn xịn lắm luôn á. Có cả cái chồng đội màu khi gặp tia UV, tôi đang đeo mỗi ngày luôn nè. Được phi gọng kính 250k khi cắt kèm chồng Rocky. Không gian thì sáng sủa nè, xịn sò. Chỗ nào cũng có người để có thể đeo thử kính. Mắt kính thì được trưng bày dễ nhìn, phân ra từng khu. Tựa mắt đúng không, nhưng mà không hề nha. 160 cành cũng có, 180 cành cũng có. Bao là bát ngát mẫu luôn, tha hồ mà lựa chọn. Chuẩn bị lại đi biển nữa, nên là đi kiếm cái kính mát để đeo. Có ưu đãi mua một tặng một luôn nè. Bởi vậy ghé đây mua là không cần nhìn giá là đúng nha. Quá trời xa le luôn. Chọn xong thì mình lên lầu đo mắt này cắt kính. Ta nói là quá trời bạn sinh viên như mình ghé mua luôn á. Tính tiền xong thì mình lại đi ra chơi game có quà. Cái mini game lọt khe này nó vui xỉu luôn. Tôi là tôi cũng lọt qua được cái khe thứ hai, lại sẽ được tặng áo mưa nón bảo hiểm. Lọt qua khe nhỏ hơn thì sẽ được tiền mặt luôn nha. Nói chung là tranh thủ nha mấy bà ơi. Gọng kính đang sale 30% lận cơ hội ngày năm có một. Bye bye.